mẹ kiếp cho đã quy ra con đó. Nhà tụi ta húi em lấy quả đây đây. Đuối. Tụi. Đuối ôi là chỗ này con. Ôi gồm cả. Em ăn không? Thế mẹ nhặt đi, nhặt hộ mẹ đi.
cái này ăn nhé. Em ăn không? Ăn quả không? Ý, ngon thế nhỉ. Ngon. Có hai khúc.
của bạn nhá. Bạn đánh đít đấy. Ăn thoải mái đi, bố đi đánh bạc. Không nghỉ nhá, không nghỉ nhá. Lấy tiền, đi lấy quả. Ờ, đi lấy, con đi lấy, đi lấy cái gì, lấy tiền, mẹ trả tiền, đi. Bạn trả lại tiền nhá. Nghỉ nhá. Đấy ở đấy thôi nhá, dây nhá, bồm nhá.
từ đầu viên ra. Tìm 2 cân 10.000. Lấy nước từ từ á, lấy đi. Từ từ á. Từ từ để mẹ bán hàng đấy. Em có bán quả sổ à? Ừ, cả sổ đi em. Thế có 5.000 thôi. Cái nát.
đừng có đi làm bừa bãi. Qua sổ đi em nha, bán cân 5 đi, gật đầu đi. Ừ đúng rồi. Đấy, thấy cái chân ăn, thấy cái chọt ăn chân ăn tay không? Cái chọt ăn tay ấy 2 cân 10. Cái chọt ăn tay, cái vụ ăn cái gì về tí là ăn nhá. Đừng có vừa thấy nhiều quá thì đi biết bừa bãi, mẹ không có tiền nuôi đâu nhá. Lấy tầm 5 6 quả cho đồ ăn. 10.000 bạc.
Bé bố nấu cơm chưa nhỉ? Bố ơi, nấu cơm chưa? Đâu, bố đâu? Gì? Hả hổ? Ăn ra tay. Ừ. 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 Ừ.
Con ăn đi. Rau đi, bố nó có chết chín rồi. Ăn chị đâu, ăn con. Ăn con không? Ăn con đi vào nhà đi. Cô đập cái này. Để cô ra hỏng đấy. Ăn hỏng đi. Ăn hỏng đi. Ăn hỏng đi. Giáp được em đó. Xung là cái đĩa à? Cô có găng à? Nó lấy lôi giáp hên à? Bố ơi, hôm qua phải chia nhà vườn nhà hàng luôn. Bố ăn chưa bố ơi? Ăn à, ăn còn à? Ôi ôi, ăn đi. Tịp bò. Nó lại tiếp chăng. Anh tâm với tài thông. Thế mà. Con viên này gì ạ? Ăn viên này này. Có cái tốt tổ. Con này thìa nhá. Thìa bông bốc thôi nhá. Đi ăn cơm đi. Đây kia thì ăn đâu? Đây nóng lắm. Đi, đi, đi. Đi ăn cơm. Ăn cơm. Cơm rồi. Từ lá, bồm ha.
rồi ơi. Mày ăn cơm. Mày ăn cơm đi. Con đi con đi. Đây. Cơm đây con ơi. Đây cơm đây, cơm đây. Cơm. Đây ăn cơm đi. Cơm. Nè, xem cơm cơm hố mà đi hạ ô hay không? Sao không hạ ô à? Anh đi hạ cơm viên này. Viên. Nè mới. Cơm đi. Cơm đi. Ô. Thôi mày hạ nó. Ăn. Ờ, ờ. Nhà ô anh. Ăn cơm đi con. Hả? Mày ăn cơm đi. Mày ăn luôn. Có mẹ chứ không? Ăn cơm ăn con thế này. Ôi, ăn đi. Anh mẹ ăn cơm đấy. Ăn thịt, nước có vui rồi, chút gì ăn đậu gì ăn này. Nè, ăn thịt, đúng không? À, mẹ búa đó. Ừ, ăn thịt. Ôi, giời, ngon thế. Con đi nào, ăn cơm. Muốn ăn đi, ăn thịt cùng nhé. Ngon không? Thịt ngon không? Thịt gà đấy. Ngon quá nhỉ. Yeah.